Bạn có thể chỉ ra không anh? Hôm qua nó khùng đang chạy á, lắp thùng lắp thùng chạy qua nhà dân, lắp thùng lắp thùng lắp thùng, nó khùng mà nó kêu lắp thùng lắp thùng lắp thùng. Em mới việc chạy vòng 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 mấy 5 phút có. Dạ. Yeah. Sao mà dục nó chạy chạy qua Google? Em biết mở cửa chưa chứ. Cũng đúng hả? Ờ, có KFC cái đó không? KFC lâu rồi. Để tôi đó có ngủ mà. Tôi là đó, ngày nào ngủ đủ nhiều đó chứ chứ. Khuê. Ngày nào 5 tiếng, 6 tiếng là mát chứ. Trên, trên nói tiếng ngủ đủ. Ngủ đủ. Phải cứ lên giường là 12 rưỡi rồi. Mà dậy là 6 giờ. 5 tiếng rưỡi là maximum mỗi ngày luôn á, không có hơn nữa. Đâu phải lên giường là mình ngủ liền đâu. Đằng qua. Lấy xoay, lấy xoay. Đuổi dây cái chuối hả? Được cái hôm qua không thức dậy nửa đêm. Đứa em thức dậy hoài phải không? Nửa đêm có người phá. Ờ, có đứa kêu vậy đó không? Đúng trời, mày nó không kêu vậy ha? Đi chết đó bạn. Phá ai? Đang quay phim kìa đó. Tự dưới giết cái đi. Không, mà phải đánh chính chứ. Nhìn bên cái thấy camera nó lại. Không xa đâu. Camera này nguy hiểm lắm nha, cái là nhìn người nó tụi bay. Mấy cô phải lạnh lắm, bắt mấy cô mặc đầm này là chết rồi. Phúc có sáng sở Phúc yêu đời quá Phúc. À Phúc nó là yêu đời nè. À cũng đủ rồi, có bé Mai, nước Mai là có ông Khoa hơi. Có bé là vui rồi. Có bé là hơn anh em mình rồi, anh em mình đâu có bé đâu. Có bà. Chỉ hôm qua là tối hôm qua nó không vui thôi. Tối hôm qua nó mới gì nói tối hôm qua nó không vui thôi. Thằng Khuê cho nó tối hôm qua mới ngủ đủ thôi. Thì anh cộng hai cái lại là anh biết tối hôm trước là sao là anh tự anh biết rồi đúng không? Chơi luôn, bây giờ gật đầu đấy, hướng là đúng đi, chơi luôn. Có bằng chứng nha, mình không lấy tiền. Có bằng chứng đàng hoàng mới được lấy. Thôi em ơi, có nên giữ lại bằng chứng không? Cần không dùng, theo đi. Em mở cho warm up. Đi về là khác nhau. Ồ về khác. Anh đến trước bao lâu, nửa tiếng hả? Chắc từ nửa tiếng đấy. Có ở trong nhà nó đi sớm mà đi 7 giờ 70 chứ anh bảo đi mình trả đưa 80 thôi. Anh quen mà khi anh đánh băng chào với anh. Mai. Hai người cười tươi tới biết rồi đó. Ồ hai vợ chồng này cười tươi ghê luôn á. Ồ dễ tươi. Quá tươi luôn. Mai tươi mà Phúc cũng tươi là happy family rồi đó. Không đặt đâu. Good morning. Cười tươi đây. Trời ơi, hai người chồng cười tươi luôn, hai người chồng cười tươi luôn. Đâu có ai nói gì đâu. Cảm cái mặt cảm tội lỗi. Cái này là cái này là chính rồi, bây giờ chết rồi. Cái này có người là tối ngu đủ rồi. Cặp mắt nó còn ác hơn cái miệng nữa. Bao nhiêu. Cái chị Thảo từng nghĩ thôi, đây nói gì đâu hả? Trời ơi. Sorry. Chị Thảo ơi. Nếu mà ngại thì ghé mệt đó luôn, sao okay, luôn? Ok, ok. Anh em mình ngồi trong xe. Ok, ngay rồi đi nha, ngay rồi ok đó. Mình ngồi xe đợi nha. Kệ không sao, không sao, cầm được. Anh luôn hớp hết liền vậy. Rồi, đó, cái đó mới hay, uống hết, hớp mà hết mới là hay á. Biết anh khác người ta nhiều lắm rồi đó, nhưng mà uống hớp hớp hết là anh hay nhất luôn á. Ồ tưởng hấp là mình nổi vậy nghe luôn. Luôn. Ê, có nhiều người họ giàu sôi mà họ Phật tây dưới họ quen đó, vẫn làm được nha. Bình thường mấy đứa con anh nó thấy em lấy đồ trong bếp ra đồ trong đó ra nó sống mình thấy bình thường. À, chúng ta là giỏi, tức là giỏi. Ừ, rồi lấy được. Sắt tròn tròn mai thì sắt bây giờ sắt được rồi. Không chưa? Quý lấy cà phê hả? Lấy cà phê. Rồi lên đường đi. Đi. Go. Đi kia. Có về cần lâu không? Ôi đây nó kiếm 13 phút, còn có 6 mai 13 phút. Anh đi bộ này, có chấm 6 mai à. Anh mới biểu mất đi bộ gì anh rảnh quá. Đang mang đi bộ. Rồi, lên đường, lên đường, lên đường, lên đường, lên đường.
rộng quá. Rồi.